Xin kính chào quý cô bác anh chị, rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trên kênh Sức Khỏe Đời Sống HTT3. Và thưa với quý cô bác anh chị thì trong video này tôi xin được gửi đến với lại quý cô bác anh chị cái cách chữa hoa mắt chóng mặt các bác nhá, đau đầu, hoa mắt chóng mặt. Mà những người nào mà bị cái chứng này chỉ cần bấm bốn huyệt này thôi là các bác sẽ cảm thấy hết ngay cái triệu chứng này. Và thưa với các bác thì cái đề tài này là tôi lấy ra từ cuốn sách này các bác nhá. Đây là một cuốn sách của thầy Đỗ Đức Ngọc, Khí công y đạo, tự học day ấn huyệt chữa 104 bệnh cấp cứu thường gặp. Thế thì các bác nào mà muốn mua những quyển sách này thì ta có thể là lên trên mạng ta tìm, hoặc là các bác có thể là vào những hiệu sách sẽ có các bác nha. Và thưa với các bác thì cái triệu chứng hoa mắt chóng mặt đau đầu ấy là cái vấn đề mà rất nhiều người mắc phải, đặc biệt là những người cao tuổi này, rồi là những chị em sau sinh là rất dễ mắc phải cái chứng này. Bởi vậy mà tôi xin được hướng dẫn các bác trong quyển sách này cái cách để chúng ta cùng day bấm các bác nha. Và bây giờ thì mời các bác chúng ta cùng bắt đầu. Vâng, và thưa với lại các bác thì đầu tiên nhá, là các bác hãy dùng 10 đầu ngón tay ta gãi lên cái phần sau gáy này các bác này. Đấy, ta gãi như thế này. Các bác cứ dùng 10 đầu ngón tay, móng tay nhá, dùng cái móng tay của mình ấy, gãi như này. Thì các bác hãy gãi như này nhá. Đấy, các bác gãi như này. Khi các bác gãi như này ấy, là các bác sẽ làm cho thông những cái mạch máu ở đằng sau đầu gáy của chúng ta này. Và cái động tác này ấy, rất là hay luôn. Nếu như những bác nào mà bị những cái triệu chứng như là thường xuyên bị đau nửa đầu á, là các bác gãi cái động tác này, gãi khắp đầu. Các bác cứ gãi khắp đầu, gãi đi gãi lại này. Các bác gãi day như vậy, các bác gãi như vậy là phải khoảng từ 3 phút các bác nhá. Thì khi các bác gãi xong như vậy rồi á, là các bác hãy dùng hai ngón tay cái này, các bác bấm vào cái huyệt này là huyệt phong trì. Tôi sẽ để hình ảnh để các bác xem nhá. Là cái huyệt phong trì là cái huyệt nằm ở chỗ này này các bác này này. Đây, đây là cái huyệt phong trì. Đấy, ta day bấm vào đây. Đấy, các bác day bấm vào đây là huyệt phong trì. Đấy, day bấm vào. Thì cái day bấm huyệt phong trì này ấy, là các bác cũng sẽ day bấm là khoảng từ 1 tới 3 phút. Và cái nguyên tắc để bấm huyệt là các bác phải bấm như này này, nó mới có hiệu quả này. Là khi bấm huyệt ấy, là ta không có nói. Khi tôi hướng dẫn các bác ấy, là tôi vừa bấm vừa nói thì cái hiệu quả nó sẽ không cao. Và các bác nhớ là khi bấm huyệt ấy, là ta phải thả lỏng cơ thể, và để không cái cơ của chúng ta nó không bị căng, bị cứng. Đấy, nếu như các bác bấm mà chúng ta lại gồng người lên thì cái cơ của chúng ta nó sẽ cứng, và lúc này ấy, thì cái huyệt chúng ta bấm nó tác dụng nó không có nữa, nó không còn nhiều nữa. Bởi vậy mà khi bấm ấy là ta phải thả lỏng người ra, thả lỏng người, hít sâu thở dài thoải mái, hít thở thoải mái, nhắm mắt vào để cảm nhận. Đấy, các bác bấm vào dây, nhắm mắt cảm nhận như thế này. Đó, thì các bác bấm như vậy và tập trung cái suy nghĩ của mình ấy vào đúng cái điểm bấm ấy thì tác dụng nó dễ là sẽ mới cao các bác nhé. Tiếp theo là huyệt thứ hai, tiếp theo đó là huyệt phong long. Cái huyệt phong long, để xác định cái huyệt phong long này ấy, thì các bác ấy làm như thế này. Ta đặt ba đầu ngón tay các bác nhé, đặt ba đầu ngón tay từ cái điểm khớp gối của mình này. Đây, đặt ba đầu ngón tay đến đây thì đây là huyệt túc tam lý. Vậy thì từ cái huyệt túc tam lý này, các bác đặt tiếp 4 đầu ngón tay. Thì từ cái huyệt túc tam lý, từ đây đến đây ta đặt 4 đầu ngón tay. Thì đây là huyệt phong long nằm ở chỗ này. Đấy các bác nhá. Thì đây, nó sẽ nằm ở khu vực này. Các bác hãy dùng tay, ta day bấm vào đây. Đó, ta day bấm vào đây. Các bác day bấm từ 2 tới 3 phút. Đấy. Các bác day bấm vào đoạn này ấy, thì sẽ thấy nó tức cái đường kinh lạc của mình mà. Thế sẽ thấy nó có những cái điểm nó đau tức, hoặc là nó có cái điểm là nó giật. Đấy, nó tê tê giật giật thì ta bấm vào đây, ta bấm vào đây là 3 phút. Các bác nhớ là với những cái điểm huyệt này ấy, là những điểm huyệt có hai điểm. Bởi vậy mà chúng ta sẽ bấm cả hai bên, bên trái và bên phải các bác nhé. Đó, thì đây là cái huyệt phong long nằm ở đây. Đó, các bác hãy day bấm vào đây từ 1 tới 3 phút. Đồng thời các bác có thể là bôi thêm dầu nóng vào. Và thưa với các bác thì khi mà ta bấm vào cái huyệt phong long này, nó có tác dụng là trục phong. Đấy, là bắt phong, đấy, bắt gió, đấy, trục là trục bắt đấy. Vậy là chúng ta sẽ bắt gió. Đấy. Tiếp theo thì ta sẽ bấm vào cái huyệt là huyệt giải khê. Là huyệt giải khê là cái huyệt này, cái huyệt chỗ này các bác này. Các bác tác động vào cái huyệt này này. Cái bàn chân của mình và cái cổ chân. Các bác nhá, cái bàn chân và cái cổ chân ở đây. Thì đúng cái đoạn cổ chân và cái bàn chân này, đây là huyệt giải khê. Thì ta bấm vào đây là cả hai huyệt. Các bác nhớ này, có thể bấm một lúc hai huyệt luôn. Và khi bấm ấy,
người ta không được gồng chân, các nhớ này, không được gồng chân lên, không được gồng để cho cái chân nó cứng lên, mà thả lỏng chân ra, thả mềm hẳn chân ra và bấm vào, và bấm cả hai huyệt. Đồng thời các bác có thể bôi thêm dầu cao vào. Đấy, người ta bấm vào đây và day, day từ 1 tới tới 3 phút. Khi các bác bấm vào cái huyệt này, nó sẽ có tác dụng là mạnh khí hỏa ở tỳ vị và chống phong. Huyệt thứ tư đó là huyệt hợp cốc. Huyệt hợp cốc này ấy, là một trong những cái huyệt giúp cho các bác chữa được rất là nhiều bệnh. Những cái người mà bị những cái vấn đề như là bị khí huyết không lưu thông là chúng ta bấm vào đây, khó ngủ bấm vào đây cũng có thể ngủ được này. Đấy, thì cái xác định cái huyệt hợp cốc ấy là chúng ta sẽ xác định như thế này. Các bác khép tay vào và cái phần thịt nó nhô lên như thế này này. Đây là cái huyệt hợp cốc. Ta dùng cái tay của mình ấy, ta bác có thể dùng như thế này, bấm ngược như thế này, là dùng cái ngón tay này, ta bấm vào như này, ta day như này. Đấy, là đây là một cách bấm các nhá. Đấy, bấm vào day như này, ta cũng thả lỏng tay ra. Thả lỏng tay ra chứ ta gồng cái tay cứng này ấy, là bấm nó không vào đâu. Nó sẽ không có hiệu quả cao đâu. Người ta thả lỏng tay ra ta bấm này, thì các bác sẽ thấy điểm đau. Đấy, là một là như vậy. Thứ hai là ta dùng ngón tay cái bấm vào trong như này. Đấy, bấm vào như này. Ta dùng cái phần của cái ngón tay cái này này, phần này này, ta day như này. Ta bấm day này, chứ không phải là cái đầu móng tay các bác nhá. Bấm vào day như thế để cái điện tiếp diện của nó cao. Đấy, và khi mà tác động vào cái huyệt này ấy, nó có cái tác dụng như sau. Cái huyệt hợp cốc này ấy, là để trục phong. Trục phong có nghĩa là bắt gió ra khỏi cơ thể bằng qua cái đường mồ hôi và đường nước tiểu các bác nhá. Đây là qua cái đường bài tiết. Đấy, là cái tác động của những cái huyệt này là như vậy. Khi mà chúng ta bấm vào cái huyệt phong trì này, bấm hai cái huyệt phong trì này là có cái tác dụng trục phong ở cái phần đầu của chúng ta các bác nhá, là bắt gió. Đấy. Cái huyệt phong long là cái huyệt mà bắt cái gió mà nó đã bám vào tỳ vị của chúng ta. Cái huyệt giải khê là cái huyệt có cái tác dụng mà tăng cái khả năng chống phong của tỳ vị của chúng ta. Bởi vậy mà khi chúng ta kết hợp bốn cái huyệt này ấy, là chúng ta sẽ đẩy được gió ra ngoài và giúp cho cơ thể được hết ngay cái triệu chứng bị trúng gió đầu đầu này. Nếu bác nào bị đau đầu, hoa mắt chóng mặt ấy mà bấm được vào những cái huyệt này rồi, thấy nó hiệu quả rồi, thì nhớ hãy chia sẻ nó cho làng xóm, cho anh em bạn bè được biết. Vì thưa với các bác có thể thấy rằng với cái mùa dịch Covid này, rất nhiều những cái trường hợp bị đau đầu, mỏi gáy, rồi là hoa mắt chóng mặt, bây giờ chúng ta đi đến bệnh viện là rất là khó khăn rồi. Bởi vậy mà khi mà chúng ta bị ấy, là các bác hãy áp dụng ngay những cái phương pháp này. Vừa chúng ta không phải mất tốn kém một bất cứ một cái đồng nào để mua thuốc, và đặc biệt là nếu như chúng ta sử dụng thuốc ấy, lạm dụng thuốc quá nhiều ấy, thì nó còn có những cái tác dụng phụ. Khi chúng ta sử dụng bằng những cái phương pháp day bấm huyệt này, nó vừa không có cái tác dụng phụ gì mà lại đem hiệu quả cao. Nên là các bác nhớ hãy chia sẻ cho nhiều người được biết các bác nhé. Vâng, và nếu các bác cảm thấy video hữu ích thì đừng quên là dí vào nút đăng ký, nếu như cái nút đăng ký của các bác còn đang hiện màu đỏ, và nhớ là dí vào nút chuông nữa, vì tôi sẽ còn quay trở lại với các bác vì rất là nhiều những video bổ ích khác nữa. Và bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau ạ.